Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Kame Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người tham gia vào cái mission 2 của chiến dịch là Starknet DeFi Adventure nha. Thì ở với mission 1 thì hôm 2 ngày trước thì mình cũng đã hướng dẫn mọi người đó là làm mission 1 đối với cái dự án đó là Zkland rồi. Thì hiện tại thì họ đã triển khai cái mission 2 là dự án là Notra Finance. Thì mỗi mission thì nó chỉ diễn ra, mình nhắc lại là mỗi mission nó chỉ diễn ra là 2 ngày thôi nha. Đấy. Thì đối với cái mission 2 Notra Finance này thì chúng ta cũng làm tương tự như là cái dự án là Zkland thôi, tại vì nó cũng là cái nền tảng là lending và borrow. Thì cái mission 2 này nó vừa diễn ra vào 3 giờ trước thôi các bạn nha. Và cái nhiệm vụ, cái điều kiện của nó yêu cầu đó là chúng ta cần phải deposit là trên 5 đô bất kỳ tài sản nào. Thì đối với stablecoin thì anh em có thể là deposit trên 5 đô, còn đối với ETH thì anh em phải deposit đó là trên 0.003 ETH nha. Thì từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 4 tháng 8 này lúc 16 giờ UTC nha, giờ UTC nha. Thì nó chỉ diễn ra vào mission 2 này, nó chỉ diễn ra vào 3 giờ trước thôi. Thì nó diễn ra trong vòng là 2 ngày. Đấy, thì 2 ngày sau thì nó sẽ snapshot và nó sẽ cho cái địa chỉ ví của các bạn vào danh sách list để min cái NFT. Thì đây là cái trang min NFT của chiến dịch DeFi Adventure này nha. Nó sẽ có 5 mission, nó sẽ có 6 mission. Đấy, Zkland này thì hiện tại thì nó chưa mở link cho chúng ta claim đâu. Khi nào nó mở link thì mình sẽ thông tin trên kênh Telegram cho mọi người vào, mọi người claim những cái NFT này về quý thôi. Ok, thì quay trở lại với cái mission 2, thì mission 2 đó là Notra Finance. Thì đối với Notra Finance thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, đó là alpha.notra.finance. Rồi sau đó thì các bạn nhấn nút là connect wallet, rồi các bạn connect với lại cái ví ARGX là cái ví hỗ trợ mạng lưới Starknet ấy. Nha, các bạn connect. Đấy, thì sau khi các bạn connect xong, sau khi các bạn connect với lại cái nền tảng Notra này xong thì các bạn ở đây thì trên nền tảng Notra này nó có là bốn loại, nó có 5 loại tài sản, đó là đồng stablecoin, đồng DAI này, với lại đồng ETH này, stablecoin đó là USDC này, với lại là USDT này, với lại đồng WBTC. Thì trong năm cái đồng thì trong năm loại tài sản này thì các bạn lựa chọn ra một đồng để các bạn là deposit vào đây, các bạn lending thôi là xong nha, là đủ điều kiện. Thì đối với như đối với những cái đồng stablecoin chẳng hạn như là đồng DAI hoặc là đồng USDC hoặc là đồng USDT thì các bạn chỉ cần là deposit vào đây là 5 thôi, 5 đô thôi là xong nhá, trên 5 đô là được. Còn riêng đối với cái đồng là ETH, Ethereum thì các bạn cần phải deposit trên là 0.003 nha. Từ 0.003 trở đi thì các địa chỉ ví của các bạn mới đủ điều kiện để min cái NFT này. Đấy. Ok, thì để min thì để deposit thì các bạn sau khi các bạn connect với xong thì ở phần là mod money market này thì nó sẽ hiện ra là bốn mục tài sản như thế này. Đấy. Thì sau đó ở đây mình sẽ lựa chọn nó là ETH, mình sẽ deposit vào đây là ETH luôn. Thì mình sẽ chọn nó là ETH này. Phần deposit này. Đấy, mình sẽ điền lại số lượng nó là 0.003 nha. Thì 0.003 ETH tương đương là 5.5 đô. Đấy. Sau đó thì các bạn tắt cái dòng đó. Sau đó thì các bạn tắt cho mình cái dòng đó là cái dòng là enable collateral giúp mình nha. Cái dòng thứ hai này các bạn tắt đi giúp mình nha. Các bạn tắt cái dòng thứ hai này đi giúp mình. Còn cái dòng thứ nhất thì enable lending này các bạn giữ nguyên nha. Các bạn bật lên nha. Đấy, còn dòng thứ hai enable collateral này thì các bạn tắt đi. Đó. Sau đó thì các bạn nhấn nút là deposit. Rồi xác thực giao dịch ở trên ví thôi. Thì phí hiện tại là một đâu đó là gần 1.19 đô các bạn ạ. Phí hiện tại đang tăng lên này. Đấy, hiện tại hình như là đang có nhiều người sử dụng là phí nó tăng khá là cao. Đấy. Thì các bạn xác nhận thôi nha, các bạn confirm này. Confirm phí này. Rồi các bạn đợi trên mạng lưới nó xác nhận thôi. Thì đây là cái trang nha, đây là cái trang min NFT của chiến dịch là DeFi Adventure này. Thì về khi nào nó mở link claim NFT
thì mình sẽ là thông tin ở trên kênh Telegram cho mọi người, cho mọi người vào Gram nha. Hiện tại nó chưa mở link Gram đâu. Để Gram thì mọi người chỉ cần vào đây, mọi người connect với rồi mọi người Gram thôi. Thôi hiện tại đang bị lỗi nữa các bạn ạ. Hình như mà đang thiếu phí gì sao á. À, do mình thiếu phí tại vì mình có là 6 mấy đô thôi. Phí cao hơn cho nên là mình không thể fail bị fail này. Ok, mình sẽ deposit lại nha. Để mình lót lại web rồi mình sẽ deposit lại. Hiện tại web nó khá là lắc nha các bạn. Web nó khá là lắc luôn. Thì hiện tại ở cái mission 1 á các bạn, họ cũng đã có cái danh sách địa chỉ ví đã đủ điều kiện. Họ đã public ở trên là nền tảng GitHub. Tuy nhiên thì mình vào thì mình check cái địa chỉ ví của mình là không có trong cái danh sách ở mission 1 ở trên GitHub này. Hiện tại hình như là cái này nó đang bị lỗi sao các bạn, mình check không được nha. Thì về phần check thì các bạn cứ để đó thôi. Còn về nhiều khi cái trên GitHub nó có cái form bị lỗi của chúng ta là không thể check được. Cho nên là khi nào mà nó mở link Gram.nft, khi nào trên trang này nó mở link Gram.nft thì chúng ta chỉ cần là vào đây chúng ta connect wallet thôi. Rồi chúng ta Gram nha, chúng ta Gram là check thẳng ở trên đây luôn nha, check thẳng ở trên đây luôn. Rồi Gram về đủ điều kiện thì chúng ta Gram về thôi. Cái nền tảng này lắc đó các bạn. Ok được rồi nè. Ok hiện tại do mình đang thiếu phí nha. Hiện tại mình đang thiếu phí cho nên là không thể là deposit được. Các bạn cứ làm tương tự thôi nha. Đấy các bạn cứ làm tương tự thôi. Các bạn nếu mà các bạn muốn deposit ETH thì các bạn nhấn vào đây. Rồi các bạn điền là trên deposit vào đây khoảng là trên 0.003 ETH. Sau đó thì các bạn tắt cái dòng đó là enable contract zero. Sau đó thì các bạn deposit thôi. Là confirm trên với xác thực giao dịch thôi là xong. Thì sau khi nó snapshot xong á, 2 ngày sau nó snapshot xong á thì các bạn có thể là rút về. Thì để rút về á thì các bạn chỉ cần thì ở trong đây các bạn nhấn vào lại ETH thôi. Rồi các bạn chọn vào mục withdraw nha. Thì các bạn deposit xong thì cái mục withdraw nó sẽ hiện ra cho các bạn thôi. Thì sau đó các bạn muốn rút về thì các bạn chọn cho mình đó là một withdraw. Rồi chọn là mask nha. Rồi các bạn rút về thôi nha. Sau đó thì các bạn chọn rút về thôi là xong. Còn đối với bạn nào mà muốn deposit USDC thì các bạn chỉ cần là deposit là 5 thôi, 5 USDC hoặc là USDT rồi đó các bạn nhấn vào. Rồi cũng tương tự thôi, các bạn tắt cái dòng là enable contract zero đi. Rồi các bạn deposit vào thôi nha. Thì sau 2 ngày nó snapshot xong thì các bạn có thể là rút withdraw về lại. Các bạn chọn một withdraw này. Rồi các bạn withdraw về thôi. Hiện tại mình đang thiếu phí cho nên là mình không thể deposit được nha. Hiện tại mình chỉ còn có 6 đô thôi cho nên là không thể deposit được. Phí hiện tại cũng khá là cao các bạn. Chắc mai sáng chờ nó giảm tí rồi mình làm, mình deposit xong. Đó, thì sau khi deposit xong thì đợi 2 ngày sau nó snapshot. Rồi khi nào nó public link thì mình sẽ thông tin lên trên Telegram cho mọi người Gram thôi. Ok thì như vậy là cái video mình update lại cái chiến dịch và hướng dẫn mọi người tham gia vào cái mission 2 của chiến dịch là Starnet DeFi Venture. Thì đây là kết thúc
Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.